Hello everyone, welcome back to my channel. Cái clip này thì mình sẽ chơi thử loại 8 game. Các bạn cùng mình khám phá cái đầu tiên nha. Slenderina 2D. Let's go. Ok, tiến sâu bên trong. Ở trong này có một tòa nhà. Mình sẽ đi vào trong tòa nhà này. Let's go. Căn phòng thứ hai. Tiếp tục nào. Cái này các bạn phải cần được 4 mảnh này thì các bạn mới mở được cái đó ra. Wow. Oh my gosh. Cần phải có chìa khóa, mình sẽ đi xem có chìa khóa không. Không có chìa khóa luôn. Rồi quay lại căn phòng này. Một đường điện. Oh my gosh, chết rồi. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tựa tiếp theo. Chưa quét, hold on 2, let's go. Một cái máy chiếu, ok. Cũng còn có tật ở bên trong luôn. Sợ thật. Các bạn dị ở bên trái này sẽ xuất hiện con ma. Một chú ma cà rồng thì ok. Ha ha ha.
Rồi các bạn dây từ từ thế này. Wow. Và ta chuyển một phát chết luôn. Ok, mình phải dê thật từ từ hơn. Ok, thành công rồi. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái thứ ba, Big Guy Chapter 1. Play. Leaveless. Ok, mở cái cửa ra nào. Frank. Cô làm Big Guy đâu à? Let's go. Cô ta ngay sau mình đây. Oh man. Ok. Giữ cô ta lên đây. Ok. Rồi các bạn nhặt cái này, sau đó thì sẽ bỏ trong cái bể. Ở đây các bạn phải đi tìm 3 món này. Món đầu tiên. Let's go. Vứt bà ta đâu rồi? Let's go. Ok. Wow, có tao đang đây. Không có gì ở đây. Đó và còn một món đồ nữa thôi. Hỏi bà ta đi đâu thì các bạn chạy đi chỗ khác. Ở đây không biết còn một chiếc chìa khóa màu tím này. Màu tím này thì ở chỗ nào đây? Hình như trên tầng. Cũng có thể ở trên tầng mà cũng có thể là không. Không luôn. Ở chỗ khác rồi. Mình thì cúi xuống đây xem nó ngồi được không. Không đi sang được. Oh my gosh. Wow. So ok, và bây giờ thì mình sẽ sang từ game thứ tư,
Bendy, and in the Magic. Let's go. Moving beach. Ok. Right, hôm nay các bạn phải đi làm nhiệm vụ từng nhiệm vụ một. Chứ các bạn không thể làm nhiệm vụ này mà cắt ngang xong nhiệm vụ kia đâu. Thì các bạn phải làm theo hướng dẫn của game luôn. Ok, đầu tiên thì mình sẽ đi sân bay này. This lift could use a few dry cells. Let's go. Khởi động lại máy này. Let's see what you're hiding down there, old friend. Khi khởi động máy thì cái này sẽ hoạt động. Và khi cái này đưa lên thì cánh cửa sẽ mở ra. Cánh cửa ở bên này. Rồi, mình sẽ đợi cánh cửa mở ra nào. Sau đó thì sẽ sang bên này luôn. Vào trong này và nhận nhiệm vụ thôi. Đó là các bạn phải tìm 6 món đồ ở trên tranh như thế này. 6 món đồ. Rồi ok. Here. Oh my god. Oh my god. Joey, what were you doing? Let's go. Món đồ thứ hai. Chiếc bánh răng, món đồ thứ ba. Cuốn sách. Ở gần đây có một cái đĩa này. Ở đây nó phát sáng, đó chính là chiếc đĩa. Rồi, let's go. Okay, that's all of them. Right, let's go. I just need to get the ink flowing somehow. Should be a switch around here somewhere. Then I can start up the main power. Rồi, ở đây chuẩn bị hoạt động. Bây giờ thì mình sẽ gạt cần xuống. Ok, đã hoạt động. Oh man.
cửa đây đóng rồi. Ok, tiếp tục xoay ở đây tiếp. Rồi, khi nước rút hết, mình sẽ mở được cánh cửa ở đây ra. Wow. This will definitely come in handy. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới game thứ 5. Big Guy Family. Oh, hi. Welcome to my schoolhouse. Now it's time for everybody's favorite subject. You got it. Good one. Okay. Problem, I can't believe it. You did great. Come here and get your prize. A shiny quarter. Now sweep, sweep, sweep. I want to play with someone. Tất cả này thì các bạn phải đi tìm 7 cuốn sách trong trường học này. Và nên nhớ là đằng sau các bạn có một con thần chó đang le và bắt các bạn. Ok, để sách các bạn. Quyển sách thứ tư, let's go. Các bạn có thể dừng lại để tăng tốc độ chạy lên. Các bạn có thể cứ đi thôi, bởi vì có thể ông ta luôn luôn là sau các bạn. Ở đây là cuốn sách thứ năm. Let's go. Oh, bị bắt rồi, oh my gosh. So, ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới game tiếp theo. Evil Blue. Horror game. Let's go. One day. Let's go. Oh my gosh.
Oh man. Ok. Mà ta chui luôn. Sao mà ta chui được gì? Thôi thôi. Chạy luôn được nào. Let's go. Chìa khóa mở gì đây? Chìa lâu cây. Oh man, wow, đi luôn. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ sang game tiếp theo. Start game. Oh, hi. Welcome to my schoolhouse. Now it's time for everybody's favorite subject. Great job. That, I can't believe it. You're in good one. You did great. Come here and get your prize. A shiny quarter. Just click now. Sweep, sweep, sweep. Con có thể đứng lại để đợi hồi. Sau đó con lại chạy. Let's go. Chàng này bắt mình đi. Oh my gosh, bị ông ta bắt mất rồi. Wow. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tiếp theo. Mr. Granny. Bởi lên, let's go. Rồi ok. Oh my gosh. Ok, mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.